Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với gió hội tụ trên cao, từ đêm ngày 20 tháng 8 đến rạng sáng ngày 21 tháng 8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120mm. Do mưa lớn, 6 nhà dân bị sạt lở đất và ngập úng, gần 5 hectare diện tích lúa, ngô và hoa màu bị ngập úng hoàn toàn. Ba cống qua đường tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị cuốn trôi. Mưa lớn đã gây ảnh hưởng đến nhiều nhà dân ở huyện Văn Yên, gây thiệt hại một số diện tích hoa màu, vật nuôi, làm hư hỏng nhiều điểm trên các tuyến đường giao thông. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, có 6 nhà dân bị sạt lở đất và ngập úng, gần 5 hecta diện tích lúa, ngô và hoa màu bị ngập úng hoàn toàn. Ba cống qua đường tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên bị cuốn trôi. Nhiều đoạn đường trên địa bàn huyện Văn Yên bị ngập, sạt lở hành lang, sạt lở ta luy nghiêm trọng. Dân may, thiên tai không gây thiệt hại về người. Trước đó, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 tại huyện Văn Yên đã gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến vận hành lưới điện, gây gián đoạn cung cấp điện cho gần 3.500 khách hàng trên địa bàn. Đợt mưa lũ này cũng gây sạt lở hàng chục điểm, làm ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường liên xã, thôn của huyện Văn Yên. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài làm gãy đổ, trôi hai vị trí cột đường điện 35 kV và dây dẫn, làm nghiêng, nứt cột và cuốn trôi 24 vị trí cột điện 0,4 kV. Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo cơ quan chức năng các huyện khẩn trương kiểm tra, xác minh, lập biên bản và khắc phục hậu quả. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cảnh báo, mưa vẫn có khả năng kéo dài nhiều ngày, đất ngậm nước đến độ bão hòa nên nguy cơ sạt trượt rất cao, đe dọa các công trình hạ tầng, nhất là ở vùng cao, các địa hình sườn đồi, dốc núi. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng trực, nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân trong mùa mưa bão. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới, ngày 21 tháng 8, giới chức Hàn Quốc cho biết gần 3.000 người đã mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng trong mùa hè này. Cơ quan thời tiết Hàn Quốc dự báo đợt nắng nóng sẽ còn kéo dài và chính phủ đang kích hoạt hệ thống giám sát chuyên sâu, đặc biệt đối với người cao tuổi và các nhóm cư dân dễ bị tổn thương. Số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy, chỉ riêng trong ngày 20 tháng 8 đã có tổng cộng 98 người phải nhập viện cấp cứu do các bệnh liên quan đến nắng nóng. Nâng tổng số bệnh nhân như vậy lên 2.994 người kể từ ngày 20 tháng 5, thời điểm chính phủ bắt đầu theo dõi các trường hợp bị bệnh do nắng nóng trong năm nay. Con số này cao thứ hai từ trước đến nay, chỉ xếp sau mức kỷ lục 4.526 trường hợp được ghi nhận vào năm 2018. Nắng nóng khắc nghiệt cũng cướp đi sinh mạng của 28 người từ đầu năm đến nay. Từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 20 tháng 8, thiệt hại đến 997.000 gia súc do thời tiết nắng nóng. Ở châu Âu, 40 khu vực trên khắp Bồ Đào Nha đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ nguy cơ cháy rừng sau khi nhiệt độ kỷ lục trong tuần này được ghi nhận. Các du khách được cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn cực độ khi nhiệt độ cao đang lan rộng khắp Bồ Đào Nha. Chính quyền Bồ Đào Nha đã ban hành cảnh báo cho người dân và du khách vì nhiệt độ có thể lên tới 39 độ C. Nhiệt độ cao đã khiến chính quyền phải ban hành cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn tối đa tại các thành phố chủ yếu ở phía nam Bồ Đào Nha, với nhiệt độ dự kiến sẽ tăng đột biến ở vùng nội địa Castelo Branco ở mức 39 độ C vào ngày 20 tháng 8. Các thành phố khác bao gồm Blanca, Evora, Guarda, Faro, Setuban, Beja, Porto Alegre có nguy cơ hỏa hoạn cao nhất do nhiệt độ cao, theo Viện Biển và Khí quyển Bồ Đào Nha IPMA, và đã được đặt trong tình trạng báo động vàng. Khu vực Faro bị ảnh hưởng sẽ đặc biệt gây lo ngại cho những người đi nghỉ ở Anh, vì nơi đây có sân bay lớn nhất ở Nam Bồ Đào Nha, với 3,2 triệu hành khách đi qua chỉ riêng trong năm 2023. Tin tức này xuất hiện sau khi 160 người đã được sơ tán khỏi đảo Madeira vào tuần trước, trong bối cảnh các vụ cháy rừng trên đảo cũng đã được cơ quan thời tiết Bồ Đào Nha đưa ra mức cảnh báo cao nhất. Hơn 195 lính cứu hỏa đã được triển khai bằng các nguồn lực từ khắp hòn đảo được sử dụng để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương và khách du lịch. Các đám cháy dữ dội nhất ở phía tây đảo, với phần lớn các lực lượng cứu hỏa tập trung vào khu vực này. Các chuyến bay cũng bị gián đoạn vì một số hãng hàng không đã phải hoãn các chuyến bay đến đảo Madeira. Các cuộc di tản được coi là biện pháp phòng ngừa trong khi các nhà chức trách tiếp tục theo dõi tình hình. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay 22 tháng 8.
Hà Nội có mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 37 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.